Thế là ở chỗ nào Tam Nông bác? Qua đầu cầu Tứ Mỹ ạ. Xã xã gì? Xuân Đồng. Vâng. Thế có ký luôn mặt. Đây là chiếc cặp nữ cúc 1m8 x 2m rồi chúng tôi đã được hai vị khách hàng ở xã Xuân Đồng, Tứ Mỹ. Xuân Đồng này. Đi về rồi. Hàng rất là đẹp. Gỗ là chọn cực kỳ kỹ rồi.